Quý vị và các bạn, sau khi có sự chỉ đạo quyết liệt từ chính phủ hồi cuối năm 2015, thì nạn cát tặc tại khu vực giáp ranh huyện Khoái Châu, Hưng Yên với Thường Tín, Phú Xuyên của Hà Nội đã được dẹp bỏ. Thế nhưng khoảng 2 tháng trở lại đây, khu vực này lại xuất hiện hàng chục tàu hút công suất lớn, khai thác cát trái phép trên sông Hồng. Hoạt động hút cát trái phép tại khu vực giáp ranh Hà Nội, Hưng Yên đang diễn ra công khai rầm rộ, gây bức xúc dư luận. Vậy các cơ quan chức năng đã xử lý tình trạng này thế nào? Khu vực bến bãi giáp ranh của xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên và xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Những chiếc tàu với đường ống dài ngoằng ngoan ngoãn cập bờ. Ngay cạnh đó là tàu tuần tra mang số hiệu CA80-6868 và hai cano tuần tra của Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an. Khác hẳn với không khí tĩnh lặng ban ngày, khi trời tối, cả khúc sông Hồng tại khu vực xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên và bên kia sông là xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu, Hưng Yên bị khuấy động bởi tiếng động cơ máy nổ hút cát. Những hình ảnh này được ghi lại vào hồi 19 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2016. Người dân chỉ bức xúc là mỗi về cái việc là người ta đến người ta ăn trộm cát một cách gần như được công khai, nhưng mà không thấy chức năng ngành nghề nào người ta đến giải quyết cái việc này cả, coi gần như là tự do. Người dân chỉ có mong muốn đề nghị các anh giải quyết chấm dứt cái tệ nạn khai thác trái phép. Những người dân làm nghề trải lưới trên sông Hồng khu vực này cho biết, khoảng 2 tháng trở lại đây, cứ vào buổi tối thì có hàng chục chiếc tàu hút cát trộm hoạt động trên sông Hồng và chuyển cát ngay lên những bến bãi ven sông gần đó. Đặc điểm của các tàu này là không bật đèn, chỉ khi nào kiểm tra cát trên tàu mới bấm đèn pin. Khu vực khai thác cát cũng được đối tượng này thả phao bằng những chiếc can nhựa có gắn đèn và sẽ tự động sáng nhấp nháy trong đêm để các đối tượng hút cát dễ nhận diện vị trí thả vòi hút. Đấy, đều như các cái tàu này thôi, ngày thì nó đỗ nhưng nó ở nó người ở đâu, nói chung chỉ đều làm trộm thôi chứ còn ai ra cho làm. Hút cát thì đây thì thường là nó có độ khoảng hơn chục con nó hút bình thường. Chục con thì nó hút như thế thì hút ban ngày ban đêm mà nó toàn hút tối thôi, hút tối để nó đưa về các cái bãi bên kia thôi. Việc khai thác trái phép cát diễn ra trong thời gian dài sẽ gây ra tình trạng sụt sạt bờ bãi sông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng chảy, gây mất an toàn trong mùa mưa bão. Thế nhưng, theo ghi nhận, vị trí mà hàng chục tàu cát tặc đang hoạt động rầm rộ trên sông Hồng, chỉ cách điểm đỗ của tàu tuần tra mang số hiệu CA80-6868 của Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vài trăm mét. Và ban ngày, vẫn có những chiếc cano như thế này đi tuần tra. Không hiểu vì lý do gì, hoạt động khai thác cát trái phép tại đây lại không bị phát hiện và xử lý. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng khai thác cát trái phép, khu vực giáp ranh huyện Khoái Châu, Hưng Yên với Thường Tín, Phú Xuyên của Hà Nội gần đây đã nhộn nhịp trở lại. Việc hoạt động hút cát trái phép tại khu vực giáp ranh này được tập kết ngay trên các bến bãi bên bờ sông Hồng thuộc địa phận xã Thống Nhất, huyện Thường Tín và Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Vậy các cơ quan chức năng đã xử lý tình trạng này ra sao? Sau khi hút đầy cát, những chiếc tàu này lại cập ngay vào bờ để bơm cát lên các bến bãi thuộc xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên và xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên, trên địa bàn huyện hiện có 11 bến bãi bốc dỡ và trung chuyển vật liệu xây dựng. Trong đó, chỉ có 3 bến bãi đã được cấp phép, 8 bến còn lại chưa được cấp phép. Lý giải về việc bến bãi không phép nhưng vẫn tập kết vật liệu xây dựng vào mùa mưa bão, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Văn Nhân cho rằng từ năm 2010 đến nay, thẩm quyền đó thuộc huyện quản lý. Còn việc hút cát trái phép rồi tập kết, tiêu thụ ngay ở bến bãi trên địa bàn, xã không thể biết được. Về các tàu thuyền thì thực sự là bên xã thì anh em chỉ biết là họ đưa cát ở nơi khác về vận chuyển lên trên bên bãi, chứ còn để khai thác
trái phép thì thực ra xã cũng không nắm được cái này, vì họ sai khai thác ở chỗ xa thì bọn mình không quản lý được cái này. Đại diện công an và Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên cho biết, thông tin hút cát trái phép trên địa bàn sẽ được kiểm tra và xử lý nghiêm. Tuy nhiên, cũng gặp nhiều khó khăn do đây là địa bàn giáp danh với tỉnh Hưng Yên. Về việc này, theo cái chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố thì chúng tôi sẽ tăng cường phối hợp với các cái lực lượng nghiệp vụ của phòng PC49 Công an thành phố và phòng PC68 Công an thành phố và lực lượng của công an xã, thế rồi là đồn công an Văn Nhân, thế rồi là các cái lực lượng của huyện, nên là chúng tôi sẽ xử lý nghiêm túc các cái trường hợp vi phạm. Với những đơn vị là như vậy thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ phải rà soát và trên cơ sở phải xin ý kiến của thường vụ thường trực để có những cái giải pháp cứng rắn hơn, mạnh hơn để kiềm chế những cái vi phạm đó. Còn Ủy ban nhân dân xã Thống Nhất, huyện Thường Tín thì cho rằng trên địa bàn không có tình trạng khai thác cát trái phép. Tàu hút trộm thì báo cáo ngay là không có. Riêng địa bàn này không thể có hút trộm được. Thế nhưng đại diện Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín lại thừa nhận có tình trạng khai thác trái phép và đang chỉ đạo các đơn vị chức năng xử lý. Hiện nay cũng có cái hiện tượng là hút cát trên tuyến sông Hồng, nhất là phía khu vực của xã Thống Nhất thì có cái bãi cát là đã được cơ quan pháp luật đã xử lý. Tuy nhiên hiện nay thì cũng thấy dư luận có hiện tượng hút cát trái phép ở trên địa phận xã Thống Nhất, thì chúng tôi cũng tham mưu cho huyện và ủy ban huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng là kịp thời xuống kiểm tra rồi là rà soát. Nếu như mà có những cái vi phạm thì sẽ cương quyết xử lý. Theo ghi nhận của phóng viên, vị trí mà hàng chục tàu cát hoạt động rầm rộ trên sông Hồng là địa bàn giáp danh của ba địa phương: xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội và xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Phần lớn số cát khai thác trái phép đều được tập kết tại các bến bãi thuộc xã Thống Nhất, huyện Thường Tín và Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản về tăng cường quản lý khai thác cát sỏi. Tuy nhiên, công tác quản lý khai thác vẫn còn nhiều bất cập. Việc cấp phép khai thác cát sỏi là thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh. Vì vậy, mới xảy ra tình trạng cùng chung một